Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Một bên không có nghe. Bao lâu rồi ạ? Lâu rồi đó. Đấy, chính cả bạn đích đọc luôn. Đúng không? Dạ. Nói nãy giờ không hiểu gì thôi, đừng rồi. Bên tay này cũng bị luôn á, chứ đừng có nói tay đó. Bịt lại tay bên trái đi. Chị ơi. Mà gọi thì không được, cả bạn đích đọc luôn. Tôi bị cao, áp huyết cao ấy. Bệnh tiểu đường nữa cơ. Tai nó đúng vụ nó cứ như là có sạch trong tai. Mà bị tai nào ạ? Bị coi như là đúc cái tai lại, đúc cái tai lại. Coi chung là bị cả hai tai. Em đè cái đầu này, tai này là đúng rồi. Rồi bê tai vò cái tai á. Hồi nãy thì nghe nhỏ hơn nhưng mà bữa nay bây giờ thì nghe lớn hơn. Lớn hơn một chút xíu rồi chứ chưa phải là lớn rồi. Để khám liền. Bị 40 năm rồi đó. Chú nói ngự gì coi chị có nghe không? Có nghe thì không. Âm chị được. Nghe không? Nghe rõ chưa? Nghe lớn chưa? Nghe nghe gì lặp lại chưa? Hỏi nghe lớn chưa là. Dạ, bịt lỗ tai đang nghe. 320 à. Có gì quan ngại không? Nhiều quan ngại không? À, có về năm ngoái rồi. Hello, vậy là ngon rồi. Lúc nãy mặt nghẹt ra, giờ là nghe mặt tươi hơn rồi đấy. Tức là lúc nghe được cái mặt người ta tinh thông, còn lúc nghe không được cái mặt người ta nghẹt. Thì biết rồi đúng không? Rồi nghe được rồi đó. Nói không nghe không chửi hoài. Thôi bây giờ hết chửi rồi nha. Cô hỏi nghe thấy nghe ai rồi? Thích không? Thích. Thế nên nhẹ nhẹ tai. Sau khi làm xong á, cái đầu thì rất là nhẹ và nó đỡ quay. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.